Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một micro brand khá là nổi trong thời gian gần đây. Nó có tên là Formex. Về dòng sản phẩm này thì nó được thiết kế khá là đẹp và sử dụng những bộ máy đến từ Thụy Sĩ của thương hiệu Celita. Và nó không chơi máy Celita thường đâu. Như chiếc này thì nó chơi hẳn máy là Celita COSC, tức là chuẩn chính xác chronometer cấp cao nhất của những cái dòng máy của ETA hoặc là Celita. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em sản phẩm của Formex. Chiếc Formex này có tên là SN 39, bởi vì size của nó là 39mm các bạn nhé. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có là hộp phía trong và sổ như này. Các bạn có thể thấy ở đây là Owner Handbook. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chứng nhận là COSC của Celita làm cho Formex và có ghi Formex ở đây. Cũng như là máy, thông tin máy đầy đủ. Với cái sổ này thì các bạn mở cái trang cuối thì chúng ta sẽ thấy là cái date bán của chiếc này là 19 tháng 10 năm 2021 đó. Và như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có là kỹ sư của Formex, người ta sẽ check lại và người ta ký trước khi xuất xưởng đó. Thì chiếc này anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm. Một chiếc Formex SN 39 này thì có giá retail tại hãng khá là cao, là khoảng 44.500.000. Đó là với sản phẩm Formex SN 39 sử dụng bộ dây thép như chiếc đồng hồ này. Còn dây da thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Thì hôm nay thì mình sẽ có đó là một chiếc SN 39 với cái mặt số gradient rất là đẹp. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 5 cái vít thừa, 5 cái mắt thừa đó. Chủ cũ là tay cũng khá là nhỏ nhắn, xinh xắn. Đó, mình sẽ cùng lên tay cho anh em coi. Chiếc này có những cái công nghệ khá là đặc biệt mà mình chưa thấy trên những cái dòng sản phẩm khác. Nó sử dụng một công nghệ mà được Formex gọi là Suspension System. Đó, nghe thì đã có vẻ là nhún nhảy rồi đúng không các bạn ạ? Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một chiếc Formex với một cái thiết kế rất là đẹp. Và thiết kế này đặc trưng theo phong cách gọi là Sport Luxury. Và mình thấy cũng khá là đẹp luôn. Thì các bạn có thể thấy ở đây là nó sẽ có một cái phần thân ở phía ngoài được điêu khắc với những cái mặt cắt. Còn ở phía trong của chúng ta thì sẽ là một cái bezel tròn. Và cái bezel này thì sẽ có những cái phay xước dọc để tạo ra cái điểm nhấn cũng như là tạo ra cái độ bắt sáng của nó. Về cái thiết kế mặt số của chúng ta thì mặt số của chiếc Formex này sẽ sử dụng những cái đường kẻ ngang. Và mặt số của nó là mặt số ghi xám nâu gradient, tức là chuyển sáng dần từ sáng ở phía trong ra đen ở phía ngoài. Logo Formex ở góc 12 giờ, còn ở dưới góc 6 giờ. Các bạn sẽ thấy là một ô lịch lọc và phía trên chúng ta sẽ có dòng chữ là SN Chronometer. Đó, cọc số và kim cũng có lum. Và cọc số và kim thì sẽ có lum như những cái chiếc đồng hồ bình thường với những cái lum được làm dài. Đó, và những cái lum này thì thường là nó sẽ không sáng lâu. Nó sẽ chỉ sáng loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 10 phút thôi các bạn nhé. Nếu như hấp thụ đủ ánh sáng. Đó, các bạn có thể thấy. Thì mặt số này mình đánh giá là một cái mặt số rất là hút. Bởi vì nó có sự chuyển màu và nó có sự độc đáo. Ở phía ngoài bezel thì chúng ta sẽ có 4 con vít. Và 4 con vít này là vít lục giác. Đó, và đây là một phần trong cái hệ thống là Suspension System mà chút nữa mình sẽ nói cho anh em. Đi kèm với chiếc đồng hồ này là một sợi dây, và sợi dây nó phải nói là mình thời đánh giá là sợi dây này được làm và thiết kế rất đơn giản nhưng lại rất tốt. Tốt ở đây là gì? Là như các bạn thấy là chỉ của nó sử dụng là chỉ nhỏ, cho nên là với cái này thì các bạn nào mà tay bé sẽ cực kỳ thích, bởi vì nó sẽ rất là ôm tay. Đó, với những cái chỉ nhỏ như này thì nó sẽ luôn luôn là ôm tay, và khi mà chúng ta thay mắt thì chúng ta sẽ không phải quan tâm là mắt nhỏ hay mắt to nữa, và các mắt nó sẽ bằng nhau. Và độ bắt sáng của bộ dây cũng rất là tốt các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là cái độ bắt sáng của bộ dây. Đó, ánh sáng chạy trên mặt bộ dây luôn. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập đôi với cái logo của Formex ở đây. Khóa gập này là dạng bấm, các bạn bấm để mở ra. Đó. Ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy là bộ máy là Celita SW200 chuẩn COSC được chế tác và làm cho Formex. Với những các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ có những cái vít được mạ xanh ở đầu. Và ngoài ra thì bộ máy thì sẽ được hoàn thiện với những cái vân là Circle Grain và những cái vân là Code Geneva đánh xoáy tròn.
Đó, bộ máy này chuẩn chính xác COC cho nên sẽ dưới 5 giây một ngày. Bộ máy của chúng ta thì sẽ có 26 chân kính, có 28.800 tương đương tần số 4 Hz và các bạn sẽ có khoảng 38 giờ tích cóp. Ở đằng sau này các bạn sẽ thấy những thông tin khác như thân thép không gỉ này, kính sapphire này, độ chống nước của chiếc này là 100 m, logo Formex cũng như là tên của dòng là Essence, và chúng ta sẽ có những cái serial number ở bên cạnh. Một cái đài này nhìn thì khá là bình thường đó, nhưng mà nó có hệ thống là suspension system, chút nữa mình sẽ show cho anh em. Bộ dây này của chúng ta thì có thể tháo nhanh được, các bạn hoàn toàn có thể là mua thêm dây da hoặc dây cao su của hãng và về chúng ta chỉ cần gạt ngay ra đó để chúng ta tháo nhanh ra. Đó, một cái hãng micro brand mà làm rất là chi tiết và kỹ càng đó. Còn đây là hệ thống suspension mà mình nói đến anh em. Hệ thống suspension thì được Formex nghiên cứu và chế tạo ra với hai mục đích. Đầu tiên là chống sốc cho cái bộ máy ở phía dưới, đó, hay còn gọi là absorb shock đó. Và thứ hai nữa là để tay của chúng ta đeo có cảm giác thoải mái, kể cả buổi sáng hay buổi chiều, kể cả mùa lạnh hay mùa nóng, bởi vì nó là có thể thay đổi được như các bạn thấy ở đây. Các bạn nhìn nhé, đó, mình đẩy lên này, đó, các bạn có thể thấy đây là cái hệ thống là suspension system, đó, toàn bộ phần thân của đồng hồ sẽ được đẩy lên và nó có độ di rời loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm hơn 1 ly đến 2 ly. Đó, và cái hệ thống này thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đeo vào, nếu như dây căng quá thì nó sẽ căng lên như này. Và như vậy thì chúng ta có thể cảm thấy thoải mái và không bị bí bách. Ngoài ra thì khi mà chúng ta làm cái gì đó thì nó cái hệ thống này thì nó sẽ chống sốc luôn cho cái bộ máy ở phía trong. Và nó được Formex gọi là suspension system đó. Chiếc đồng hồ này thì nó có cái độ hoàn thiện tốt. Nó sử dụng một bộ máy cấp cao của Sellita là chuẩn COSC và nó có những cái riêng mà chỉ nó có độc đáo như là suspension system đó, cho nên là cái mức giá retail của nó khá là cao là 44.500.000 với cái sản phẩm sử dụng dây thép. Các bạn có thể tùy chọn dây da hoặc dây cao su thì nó sẽ rẻ hơn đâu đó khoảng tầm 4-5 triệu nữa. Thì cái đó là giá retail. Còn hiện tại thì chiếc Formex qua sử dụng này thì bên mình đang để cho anh em cái mức giá là 28.500.000 cho một chiếc đồng hồ không đụng hàng và rất là tuyệt vời để anh em chơi, chuẩn chính xác COSC, bộ máy Thụy Sĩ, và anh em sẽ được bảo hành 2 năm kể từ ngày anh em mua bên ICS. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại trong những video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.